Thưa quý vị và các bạn, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 3 cho khoảng 300.000 công nhân ngay trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần được xác định là giải pháp căn cơ nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, bền vững cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, đảm bảo cho các trụ cột phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên năm 2022. Vì vậy, đây là nhiệm vụ cấp thiết được triển khai ngay trong những ngày giáp Tết. Hôm nay, gần 10.000 công nhân trong khu công nghiệp Thăng Long 2 và khu công nghiệp Phú Núi A đi tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3. Em cảm thấy vui tại vì mình cũng ngờ được dịch với cả bảo vệ được mình và gia đình ấy. Được tiêm vaccine thì để tạo ra kháng thể bảo vệ chính mình và gia đình và chống hạn chế lây lan ra cộng đồng. Cảm ơn Đảng và Nhà nước tạo điều kiện cho dân mình được tiêm vaccine này rất là an toàn. Công ty cũng đã làm cái thông báo gửi đến các bộ phận trong toàn công ty như nên biết danh sách các cá nhân mà đủ điều kiện tiêm thì đi tiêm theo cái lịch. Thì ngoài ra thì cũng căn cứ theo cái lịch tiêm đó thì các bộ phận chức năng cũng tổ chức sản xuất rồi bố trí người lao động theo cái khung giờ để đi tiêm. Tiêm vaccine ngay trước Tết Nguyên đán cho 100% công nhân đủ điều kiện tiêm cả trong và ngoài khu công nghiệp là chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương ngày 21 tháng 1. Thông qua các công ty phát triển hạ tầng tổ chức cho các doanh nghiệp đăng ký, chúng tôi tổ chức tiêm tập trung tại khu nghiệp Thăng Long 2 và khu nghiệp Phú Lê A. Khu nghiệp Thăng Long 2 thì tập trung các cái doanh nghiệp ở trong khu nghiệp Thăng Long 2 và khu nghiệp Dệt May Phố Nối, khu nghiệp Minh Quang, Minh Đức, Yên Mỹ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cũng chủ động phân bổ vaccine, bố trí 3 đoàn tiêm với 60 cán bộ y tế, trong đó bố trí một đoàn tiêm lưu động cho một số doanh nghiệp có hàng ngàn công nhân. Hôm 19 thì là tiêm phối hợp với cả Trung tâm Y tế Mỹ Hào đã được khoảng 18.000. Thế thì đến nay hôm nay đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghiệp đã tổ chức triển khai tiêm làm sao phủ rộng sớm, nhanh nhất với cái nhiều bổ sung và nhiều nhắc lại cho những công nhân, người lao động. Các địa phương trong tỉnh cũng đang đẩy mạnh tiến độ tiêm mũi 3, trong đó ưu tiên tiêm cho các công nhân trong doanh nghiệp, ngoài khu công nghiệp. Đây là biện pháp căn cơ nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất bền vững, thích ứng an toàn với dịch bệnh tại các doanh nghiệp, trụ cột chính trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên.